con nghe mọi người xung quanh nói rằng là anh Trường đấy là độ cái bệnh tâm thần này là sau một cái lần mà đi rừng về. Thì không biết đó, lâu lắm rồi. Ta mấy ông mất bộ, ba bộ cốc nắm nó có đó. Không nói năng gì à? Tức là cả ngày không nói năng gì à mà? Không, nằm lặng lẽ rồi. Cứ nằm lặng lẽ thế à? Ừ. Nhưng mà đói có biết kêu không? Rồi là nghe nói rằng là anh có lấy vợ và đẻ được hai người con trai. Ừ. Và sau đó anh đổ bệnh thì người vợ bỏ luôn à? À, với Hồng Liên ấy. Anh bỏ đấy anh đi với Hồng Liên ấy, cưới thằng Hồng Liên. Hai rồi. Người con đó là vợ đưa về nuôi luôn hay sao? Không, anh đam mê mà. Để lấy cho bà nuôi luôn? Ừ, để lấy cho bà nuôi rồi, anh có đam mê mà. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Khánh đang có mặt ở tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Và sau khi, như quý vị chúng ta biết đấy, Khánh đã thay mặt cho quý vị đến để giúp đỡ cho một cái gia đình, một cái người đàn ông nghèo khổ với 5 đứa con mà anh ta bị thoái hóa hai cái khớp háng và dẫn đến là không có đi lại được. Và chúng ta đã hỗ trợ cho gia đình một cái khoản tiền lớn để đi phẫu thuật rồi quý vị. Thì trong lúc mà Khánh ăn cơm cùng với các anh ấy, đặc biệt ở đây thì có anh Lục là trạm trưởng trạm y tế xã Hương Lâm, cùng với anh Đồng là chủ tịch mặt trận xã, có chia sẻ với Khánh về một cái câu chuyện cũng rất là đáng thương quý vị. Rất là đáng thương, tội nghiệp lắm. Một người mẹ già hơn 80 tuổi rồi mà còn phải còng lưng để chăm một người con vì bệnh tâm thần nữa. Đó, rất nghèo khổ, khổ lắm. Đấy, cho nên là trong những thời gian vừa qua thì cũng được chính quyền địa phương rồi bà con lối xóm cũng rất là quan tâm rồi. Nhưng ngày hôm nay thì luôn tiền là có Khánh làm với chương trình thiện nguyện lên đây đấy. Cho nên là bên chỗ địa phương cũng như là một người hàng xóm là anh Lục ở đây cũng có chia sẻ với Khánh rằng là nếu có điều kiện ấy, thì rất mong được em có thể đến để thăm gia đình, thăm bà cụ với anh ấy một tí. Thì cụ thể như thế nào thì bây giờ Khánh mời quý vị chúng ta sẽ đồng hành cùng Khánh, cùng anh Đồng và anh Lục ha. Yeah, là vào ta thăm một tí anh ạ. Yeah. Trong trên đường đi thì anh em ta chia sẻ một chút là bà cụ năm nay 80 tuổi mà phải chăm một người con tâm thần. Thế bà cụ có mấy người con tất cả mà các anh chị không chăm mấy? Bà cụ có 7 người con em ạ. Mấy? 7 người. 7 người con luôn? Đó, những người đều tâm thần thì còn 6. Như vậy nhưng mà mấy đứa con kia thì còn lấy chồng, lấy vợ ở xa. Vợ xa. Kinh tế thì còn cực kỳ khó khăn. À. Nội dung là khi nào vô cha vô mẹ thì mấy chỉ có về được lần về tí rồi cũng đi làm vâng. Công việc làm thuê nuôi con nuôi cháu nữa vâng. Cho nên là hình như là cái thứ nương tựa vào con cái là không có. Thế là bây giờ là 80 tuổi rồi nhưng mà vẫn phải là phải một mình chăm con thôi. Anh em là không phụ được, không phụ được. Tôi con thì... cháu cho anh em thì không nghĩ đến rồi. Con cháu. Mà không lại giúp được gì cho bà. Khổ. Và cái nặng của bà là nuôi một thằng con tâm thần nữa. Ăn nằm một chỗ. Nhưng mà cái... không tự chủ. Ỉa đây tung lung tới đây. Tung lung tới đây. Nhưng mà có phải xiềng xích gì lại không? Không. Được. Không có sức mà quay nào. Không có sức mà đập phá nữa. Không có sức đập phá nữa. Nhưng mà bây giờ ăn uống rồi vệ sinh cá nhân tất cả mọi thứ là vậy đều trên tay của bà. Trên tay của bà. Vâng. Cái lối vào nhà bà đây, cái lối đây. Cái lối cũng cực nhỏ hẹp. Cái này đây cũng cái lối vào nhà bà. Chương trình này á. À. Đề nghị chính quyền địa phương này cũng chia sẻ san sẻ. Đúng rồi. Mở cái lối vào. Đúng rồi. Chứ nói chính là cái lối này mà đi xe máy và xách rượu á, hai bên toàn thép gai. Đúng rồi. Đấy cái này là có chủ tịch mặt trận đây rồi cũng phải chia sẻ. Vâng. Quê hương đất nông thôn thì cũng san sẻ. Đúng rồi. Thì sẽ con đường. Thì lối này thì báo cáo anh Khánh là vừa rồi gia đình đã có cái đơn trình lên xã rồi. Vâng. Và xã đang còn tiếp tục để giải quyết. À, để. Và giải quyết thì nâng muốn để xin vì hai bên hai vườn của hai nhà này phải nới thêm để cho gia đình đi nhưng mà đang còn giải quyết. Vâng. Nới thêm một bên một mét nữa là thoải mái. Một bên mét là đủ điều kiện. Là đẹp rồi đúng không?
Dạ. Thì chúng em nghe qua câu chuyện mà anh Lục chia sẻ đấy. Thì bên thì là thấy là cũng rất là tội nghiệp, anh em thì con cháu thì nghèo khổ. Một mình bà 80 tuổi thì còn phải chăm người con tâm thần nữa. Thế thì nguồn sống của bà là lấy từ đâu anh? Bà thì thực sự là dư địa phương vẫn có cái hỗ trợ cái chế độ là 80. Thì bà còn có một tháng bao nhiêu rồi, anh này còn có rồi, anh này có cái một tháng là 540 bảo trợ xã hội rồi. Tiền bảo trợ xã hội chứ còn ngoài ra thì hàng năm thì xà một phần nào đó có xuất quà để đi. Đồng viên. Chứ con nói thường xuyên thì địa phương không có điều kiện. Tức là người con tâm thần thì bây giờ một tháng là được 540.000. 540.000, còn bà thì bao nhiêu? Ba là cùng băng nữa đó. Ba cùng, tức là nói chung là hai mẹ con bây giờ một tháng của tầm trên 2 triệu. Trên triệu. Vâng. Đủ tiền gạo với tiền thuốc ấy. Vâng. Cái đó có đủ tiền thuốc cho anh tâm thần không? Không anh đủ đâu. Hả? Tiền thuốc mất 1.5 triệu tháng rồi. Thế thì lấy thế thì còn. Đấy, thế thì bây giờ lấy gì? Tháng mất. Tháng nào có thì uống có thôi. Vâng. Hai bên lội đường thế này. Đường nhỏ thế, đường hoang vu lắm. Đấy. Rồi có ý kiến chính quyền địa phương đấy. Vâng. Này trồng cây thì còn được chứ con như thế này thì đấy. Vâng. Nói chung là bây giờ đất đai trên rừng này thì nó cũng đang còn rẻ, đúng không? Giá thành nó bao nhiêu đâu. Đúng rồi. Cho nên là san sẻ cho nhau. Đúng rồi, bà con lối xóm ở đây chia sẻ một tí thôi, có 1 mét thôi. Vâng. Cho một cái lối đi rồi. 1 mét trong 7.000 m2 ở đây thì có ăn thua gì hết. Đúng rồi. Có bao nhiêu? Dạ, thì cũng hy vọng là bà con làng xóm ở đây cũng cũng có thể là tạo điều kiện cho bà cụ hả? Khi mà nó mất đi cái nơi nương tựa, ông chết đi rồi á, thì bà có đưa một cô con gái lên đây để ở, để hy vọng là nương tựa. Vâng. Cô này cũng buồn được con gái, thì hai vợ chồng đi làm hơi xa, rồi cũng bỏ về nhà cửa đấy. Đâu nhà bà đâu? Đây nhà bà bên này. À nhà bà bên này. Ủa em tưởng bên đấy. Bên này là nhà con gái à? Đây, đưa con gái lên thì để mà nương tựa nhưng mà rồi cũng nương tựa được. Khổ là khổ thế. Vâng. Đấy, đưa thì con gái lên đó để nương tựa. Đấy, nương tựa. Nhưng mà bây giờ cũng không nương tựa được. Vì sao? Thì vì con gái khó khăn, ba bốn đứa con không có công ăn việc làm. Ôi. Bây giờ đi làm thuê cả. Đấy, vườn hoa có mà. Vườn tược thì rộng rãi đấy hả? Vườn vào đây thì trông có vẻ mát mẻ đấy hả? Nhà này mà có điều kiện tí thì tuyệt vời hả? Vẫn có cái xích đu giống như trong công viên luôn. Chơi sạch điều thế. Ồ, nhà tình thương à? Nhà này nhà tình thương à? À, con chào bà nhá. Đây có anh em bên chỗ đàn sự nghĩa. Cái tên kìa, con đưa vô, con phải con nhảy con đưa vô. Gặp gia đình, gặp em Trương và bác. Bà ơi, con chào bà nhá. Bà chào cháu. Dạ, bà có khỏe không? Bà đưa con đưa khỏe lắm. Dạ, vâng. Bà ơi, con chia sẻ với bà là con tên là Khánh. Dạ, con làm bên cái chương trình kết nối yêu thương đấy. Hôm nay nghe anh Đồng với anh Lục bảo là bà là năm nay là cũng hơn 80 tuổi mà còn phải chăm người con tâm thần nữa. Dạ, cho nên là chúng con thấy thế là cũng thương. Chúng con đến để trò chuyện với bà một tí, xem có đồng viên được bà tí gì không. Vâng, con găm cái micro đây, con trò chuyện với bà tí nhá. Bà nói chuyện ở đây là bên Mỹ người ta cũng nghe đây này. Dạ. Con cứ ba thì cứ ra đi. Con cứ nhắn nuôi cái sáng nữa, cố trên đời cắt cỏ nữa chứ. Ăn một quả, một con quyết thì không á. Khổ lắm. Rồi thế. Ba thì hắn có thay đồ. Vâng. Phải bàn ngay điện thoại để ra đồ cho hắn ba bán bán cái được. À, con của bà là bị tâm thần. Tâm thần. Mà bây giờ là bà phải chăm, mà trong lúc đó là bà thay đồ là anh không cho. Không có mà. Thế phải nhờ ai thay? Thế mà bà được ai thì bà nó lấy bà nữa cho đừng nó thay cho cái anh hai. Vâng, thế ta đi vào thăm anh một tí mà. Nhà tình thương. Có điện đó, để ta. Nhà này nhà tình thương. Ồ. Ừ, nhà đấy là tổ cái thằng nữa đó. Hả? Tổ cái thằng nữa đó. À, nhà đấy là xây. Mở ra này ta quay cho anh luôn. À, có mặc áo mặc quần chứ không bà? Ồ, hắn mặc đồ còn đâu mà. Hắn cũng biết cái kia mình. Anh ở đằng sau này à bà? Ừ. Dạ, ta đi vào, ta đi. Ở trong kia là vô hắn biết cái đây bà thì cố kìa anh thuộc đấy nó. Dạ? Bà thì vẫn thuộc, con trạc thuộc đấy đấy, con cái nhấp. Dạ. Đây đây đó mà. Chào anh. Biết đã chứ bà. Em chào anh. Biết cái mô.
Anh Trường phải không? Anh biết thì chúng có hỏi đấy. Có ngồi dậy không ạ? Anh ngồi dậy đó, có đó mà. Anh ngồi dậy, ngồi dậy. Anh Trường khỏe không? Không nói năng gì à? Tức là cả ngày không nói năng gì à mà? Không, nằm lặng lẽ. Cứ nằm lặng lẽ thế à? Ừ. Nhưng mà đói có biết kêu không? Khi mà ba để cơm ra ăn nó đủ trở nhà cho trò ăn, không ăn mô. Biết cái kêu mô. Thế có uống khăn nước có đói không? Hạt nước hay cùng cái vô đô cho ba rồi mà nó cái khăn đó. Ăn cái khăn đó nó thì hắn khát cho ăn tự uống. À. Cơm lễ đổ tiếng anh ba là cứ đầy lên cho đó. Vâng, ở trong này chật nóng như thế này mà ngủ cũng không bật quạt luôn à? Quạt như bữa để cho hẳn đáy thế cơ đúng không? Bữa như ngày rảnh trời cho ba đứng ba ra sạch thế. Nóng lắm, trong này nóng lắm. Bất thuật cái hẳn bà con đúng không? Bữa như ngày mùa mưa đứng ba đứng ba sạch thế. Cái hẳn con ngô việc chặt lắm á. Hả? Tắt quá trang, mở quá trang. Thế là ai cứ làm gì cho thì ba vẫn ra nữa cái hẳn hắn được. Nhưng mà chúng cháu nghe mọi người kể là anh ấy, anh Trường đúng không? Anh Trường là bị độ bệnh tâm thần sau một cái lần mà đi rừng về lại ốm mà bác? Đi rừng về rồi thì mỗi cái người còn như mất tâm ấy nó. Hả? Đi làm cái rổ đó. Dạ. Rồi mất đi. Ai ăn ăn trộm. Bà ngồi xuống đây trò chuyện con nghe đi nó. Ai ăn trộm bây giờ chứ con cứ ra. Bà ngồi xuống đi cho khỏe. Con nghe mọi người xung quanh nói rằng là anh Trường đấy. Là độ cái bệnh tâm thần này là sau một cái lần mà đi rừng về. Đi rừng về đó. Rồi là bị tâm thần luôn á. Vì sao? Đi rừng về đây là con cứ bật tâm đấy. Bật cái rổ đi nó. Đi trầm đấy. Được cái. Nhiều đi thì đẹp. Người ta lấy. Người ta lấy đi à? Người ta cũng chia cho mình à? Anh ăn trộm đó. Ăn trộm đi. Ăn trộm đó. Thế là về anh buồn anh điên lên luôn à? Vì tôi thương tất đó là dưa ở đó. Lâu lắm rồi. Mấy ông mất 3-4 chục năm rồi đó con ạ. Anh bị 3-4 chục năm rồi. Rồi là nghe nói rằng là khi mà anh trước đó thì anh đã lấy vợ và đẻ được một người con trai. Một thằng con trai. Đẻ được 2 thằng. Hả? Hai thằng. Mà sau khi mà anh đi trầm về. Cái thằng thương là. Để con hỏi một tí nữa. Tức là anh có lấy vợ và đẻ được 2 người con trai. Và sau đó anh đổ bệnh thì người vợ bỏ luôn à? Về Hồng Liên ấy. Anh bỏ đấy anh đi về Hồng Liên ấy, quê hẳn ở Hồng Liên. Quê ở Hồng Liên ấy, anh bỏ đó anh về Hồng Liên ấy. Dạ. Thì để đấy cho ba để con gái chị nó có uống. Vâng. Mà tôi lỡ đặt ba nó rồi nó khổ. Thế rồi là 2 người con đó là vợ đưa về nuôi luôn hay sao? Không. Anh đang mềm mà. Để đây cho bà nuôi luôn? Để đây cho bà nuôi rồi, anh có đang mềm quá. Ôi giời ơi, quý vị ạ. Khánh có nghe nói rằng là khi mà anh Trường là người con trai đầu của bà đây này, đi một lần đi rừng về và sau đó là bị người ta ăn trộm mất cái trầm đó, cái trầm hương đó. Và anh buồn của anh độ bệnh, sinh ra tâm thần luôn. Trước đó thì anh đã lấy vợ và có 2 người con trai. Nhưng mà sau khi mà anh độ bệnh thì vợ cũng bỏ đi luôn đấy, để cho bà nội ở đây nuôi cả anh vì tâm thần và nuôi cả 2 đứa cháu nữa. Tôi thế cũng hộ ba rồi. Thế bây giờ 2 đứa con nó đâu rồi? 2 đứa con như 100 như phố trên đồ có như thế mà. Mọi khi đó, ba nuôi cho anh đi học đại học. Dạ. Rồi là về đi nghỉ Tết ba. Hả? Về đi nghỉ Tết ba rồi đi ra. Về chứ? Đi chơi về chơi đi là bữa Tết đó. Dạ. Rồi đóng thay con này. Dạ. Rồi về đấy là bạn bè cô đi chơi. Dạ. Rồi là hành kẹm đó. Hắn chém đi à? Hắn chém cái chùa cốc đi à? Ừ. Cô đẩy cần chạy rồi sau đứng hắn chém máng anh. Ui dồi ôi. Thế mà công an không bắt à? Công an bắt mố. Em ra huyện bệnh viện và 15 phút rồi là hắn chỉ chính. Mẫu ra vô cổ anh. Chết rồi. Hậu ra chém đi. Ui dồi ôi. Đưa con cái hắn cũng thính ra đó. Khổ rồi. Chết rồi. Chết. Cái mà dư hắn cũng ngủ được tỉnh đạo với ta. Thế bây giờ đâu rồi? Dư hắn đang đi vô ổ chú địa, ổ chú nuôi. À đi vào trong ổ chú nuôi hả? Ổ chú nuôi
Tức là một anh nữa đâu? Một anh nữa đâu? Ở bên mẹ thì đi vào công ty. Cho là bây giờ là không ai ngó dòm gì đây. Không ai dòm ngó dòm cho bà đây. Bà nghe khổ quá, không có dưỡng không mất mà nặng. Chứ bao thì cứ tới thì đặt rỡ con đó. Thì con cái của bà đông 6-7 người mà. Không phải người chứ hắn là phố thì người con gái. Con gái thì càng tốt chứ sao? Con gái càng thương mẹ chứ sao? Được rồi, là con Tuấn. Nó chết, nó bị tâm, bị tài biển đó. Cái một cảnh là đông nãy cái nhũ tiết rồi. Nhưng mà hắn về đâu, ngại của ai. Vâng. Nhưng mà con có vô 3 triệu câu rồi đặt rỡ, bất mà nào. Không phải cứu đó, nên thương con, thương trách, không phải nữa, con rất đứa gái. Vâng. Tội nghiệp thế quý vị. Con thì cũng được 6-7 người. 7 người cho nên con gái. Dạ, một mình anh là con trai. Mà bây giờ thì xảy ra như thế. 6 người con gái thì cũng 2 người nó mất chồng rồi. Trong mặt cái một một ô thế này là trong thế, mình tại biết. Thế những người còn lại là khó khăn cả. Ứng hộ trợ cho bà. Ở xa quá. Ở xa mà cũng nghèo. Trong đó rồi tôi con cái cổ mổ. Nước xa thì không cứu được lựa gần quý vị ạ. Bây giờ dù có thương mẹ nhưng mà cuộc sống khó khăn mà lại ở xa quá cho nên là cũng khó. Xa quá cũng đi lên nước. Thế có người con gái ở sát nhà đây cũng khổ quá. Ừ, trời trời đi vô trong nám thì còn có một cục bệnh rộng nó làm viện. Nó làm viện trời rách. Khổ quá, nghe thật lâm ly bi đát quá. Bây giờ một anh Trường thì nằm bị tâm thần mà nằm bất động luôn quý vị, từ lúc nãy giờ cái thế đúng nguyên cái vị trí đó luôn, không trợ. Hằng ngày rồi có đập đánh gì báo, đứng dậy ta đi ra ngoài này. Có khí hằng bông trang hằng. Bữa Tết tới hằng xô cho bà bố que đó. Bữa Tết xô cho bà bố que. Ui giời ơi. Thế chứ này. Thế rồi hằng ngày thì bà nấu nướng ăn uống ở đâu? Bà nấu đấy thì cái cửa bông ra cho ăn ăn. Đâu vào xem trong bếp lúc có gì không nào? Nhà cho cháu hẳn đó. Nhà này là bên chỗ chính quyền địa phương xây cho hả? Cái bếp làm cửa đàng hoàng thế này à? Là khử thử làm nữa. Ăn gì nào? Nấu gì cho anh ăn nào? Nấu bếp ga hay là bếp củi? Bếp ga hả? Bà nấu cơm điền. Có gì ăn không? Mà ăn không có không ăn tới cái đó rồi. Ôi trời ơi, mắm à? Mắm bằng hết rồi đó. Mắm. Mắm cũng hết rồi. Đấy. Ăn uống thế đấy. Ồ, không có gì măng. Một tí măng cũng hết rồi. Thế bây giờ sao bà? Bây giờ con cái thì nghèo khổ mà bây giờ một mình bà 80 tuổi vẫn còn phải nuôi con tâm thần thì bây giờ làm sao? Bà có nguyện vọng gì không? Bà chỉ ước mơ là vẫn nắng là ai nuôi cái thằng này cho bà ngại. Thì chỉ là con gái là thơ uống nắng khủng là nó cho nợ phó nạp có 500 bạc để cho đem ra bệnh cái nhà. Tràn trật nên ta nổi cho. Trại tâm thần á? Nó chưa ổn to. Ổn của thương con. Nó xa mình chăm sóc là khờ hẳn ấy. Cho mà dư sổ ta nên mình thương á. Ổn to. Vâng. Tội nghiệp. Thôi được rồi, ta đi ra ngoài này cho nó mát. Rồi là bà cháu mình ta trò chuyện bà. Cái gì đâu bà? Bà ngồi đi, bà cứ để đó đi. Bà không mở á. Dạ? Bà không mở, không mở được mũ. Bà hay bà ngồi sang đây bà đi. Ngồi sang đây. Bà, đây con mở chứ. Đây bà ngồi đi. Bà không mở được, bà cài mẹ cũng được. Tức là cháu nó mua cho bà á? Cái này là cháu nó mua cho bà à? Cái này là trong đám ăn gửi về đó. Cái này là Yến à? Hả? Yến là, nhưng mà bán mở được mà ăn à? Mua lâu chưa? Mới mua là hai ba bữa chứ lại chưa bán mở đó. Nó có nhận mát gì thế đây con mở cho bà nhé. Không
của nạn bác á. Đây đòn nạn mỡ nhé như này mà bà cũng mỡ được quý vị ạ. Chỗ thế. Ủa, khổ bà đứng bản gì đá đó con ạ. Mua như thế này mà bây giờ bà cháu mua nó gửi về cho mà bây giờ bà cũng mỡ được. Mà trong lúc đó Khánh mỡ một cái nhẹ nhàng luôn. Để chúng ta hiểu được rằng là bà bây giờ sức khỏe yếu thế nào. Đấy, mỡ khi bà vằn một tí là ra luôn đó. À. Mỡ khi sáng chứ cũng vằn được hả? À, cũng vằn được rồi. Chứ bây giờ cháu nó mua về đó bà thử ăn xem là có lẽ cũng ăn được đấy. Trong này có quả táo, táo tàu gì đó, trưng với là chắc là nước yến hay là gì đấy. Thử với. Dạ, bà đang ăn miếng trầu. Cái này dễ lắm, bà cầm ở dưới này. Cầm chắc ở dưới để cầm tay ở trên này vằn nhè cái là ra đó. Ôi giời ơi, đấy khổ thế, chân yếu tay mềm là như thế đấy quý vị. Ra rồi. Trong khổ xin lời của trong môn chả đắc mọc với những vằn đã phải đi mang ngay lắm. Vâng. Vằn chắc không chứ được. Bây giờ bà là có nguyện vọng như thế này anh Đồng này. Đó là nhờ ai nuôi cái anh Trường cho. Cái anh bị tâm thần đấy. Thì bây giờ có thể là tới đây nhờ chính quyền địa phương là phải liên hệ với bên chỗ trại tâm thần. Trại tâm thần. Rồi là gửi. Là tỉnh. Dạ, xong rồi gửi cho bà. Chứ bây giờ bà là sức khỏe ngày càng yếu rồi mà bây giờ còn phải chăm anh như thế nữa là rất là khó. Nó không đến nơi đến chốn được rồi, cuối cùng là tồi cả hai. Anh ạ. Đúng rồi. Vâng. Bà, hôm nay đấy, con được anh Đồng rồi anh Lục chia sẻ về hoàn cảnh của bà. Con cái thì cũng tầm tàm đông thôi nhưng mà cuối cùng đến bây giờ là 80 tuổi rồi cũng không nhờ được. Các con đều khổ cả. Rồi cũng lần đần trong cuộc sống, người thì chồng tai biến, người thì chồng mất. Được một người con trai thì bây giờ là tâm thần. Đó. Vợ thì cũng đi tìm cuộc sống mới rồi cho nên là cũng khổ cho bà. Ông thì mất sớm. Cho nên là chúng con ghé qua để động viên bà một chút. Bà nhé. Dạ, cảm ơn các con. Dạ, bà cố gắng rồi lạc quan đi thôi. Từ bây giờ mình 80 tuổi rồi. Cái tuổi này thì đáng lẽ là như nhiều gia đình khác là được thoải mái, vui vẻ. Con cháu chăm sóc. Ăn chi, thích ăn cái chi, rồi uống cái chi là con cháu nó mua cho. Chứ còn như bà bây giờ thì lại phải lo từng bữa ăn. Lo từng cái mặc cho con. Thậm chí đôi khi anh này điên điên dài dài lên còn xô bà đánh bà nữa. Cho nên là rất là tội nghiệp. Có lẽ là tới đây nhờ anh Đồng là chủ tịch mặt trận xã, cũng là đại diện cho chính quyền địa phương ở đây rồi đâu đó kết nối bên chỗ trại tâm thần đấy. Ba thứ ba nội thế này. Dạ. Ba rồi hình như chuyển rồi. Ba chỗ đi ba thưởng. Dạ. Ở sao ba chụp khổ ba nữa. Chỗ đi ba tội. À, cho đi bà tôi à? Bán cho đi. Bán cho đi. Thế sao lúc này bảo là nhờ ai nuôi cho? Khổ nó đang chịu khổ rồi cơ mà, tốn đi ba cho khổng á. Đúng là tình mẫu tử quý vị. Thế nó có cái bàn đó. Hắn biết là khổ. Rằng nó có cái bàn rồi ba. Biết là khổ đó nhưng mà bà không nỡ lòng đưa con vào trại tâm tôi thần. Con thường ăn biết rồi đấy. Cho nên là không chỉ là con nâng nhỏ thì mẹ mới thương đâu. Ở tháng mà ba chết thì ba bỏ chữa bất kỳ. Con lớn rồi. Nhưng mà mẹ cũng luôn luôn coi con giống như là một đứa trẻ. Khi nào cũng yêu thương. Mà và càng thương hơn khi mà con đau ốm bệnh tật như thế. Ráo khỏi trái ba cho ba xuống là bán dù được mắt. Dạ. Nếu như thế thì bây giờ bà cứ cố gắng thôi. Ba cứ khổ ba nữa. Dạ, dạ. Mà ba đi con đi, dạ. Con ba thường ăn vắng. Vâng. Vẫn biết rằng là con cháu của bà là vất vả. Tuy nhiên thì Khánh nghĩ rằng là... Khổ nó không sao chứ. Dạ, dạ. Ba phải chú khổ cho ba nữa. Mà. Khánh nghĩ... Chú ăn này ăn thôi. Dạ. Khánh hy vọng rằng là... Khánh thiết nghĩ là bây giờ chúng ta có khổ thì chúng ta cũng còn hơn bà. Chúng ta có sức khỏe. Chúng ta có tuổi trẻ. Chúng ta có cơ hội. Cho nên là đâu đó mỗi một con cháu của bà mình có thể là cố gắng một tí. Rồi mỗi một tháng động viên cho bà khoảng tầm vài trăm nghìn thôi. Thì 10 đứa cháu là bà đã cũng vài triệu rồi là cũng đỡ đần. Bà cũng tầm tàm như thế là sống rồi, là đối với bà là sống khỏe nữa. Hôm nay đấy, con cũng tình cờ thôi. Có duyên đi qua đây. Có dịp đi qua đây rồi chỗ anh Lục với là anh Đồng ấy cũng chia sẻ. Mọi người cũng yêu thương bà lắm.
Bên chính quyền họ cũng rất là quan tâm, bên làng xóm ở đây cũng chia sẻ thôi, nhưng mà cũng chỉ là những cái lời động viên thôi. Rồi những lúc đau ốm thì đâu đó có thể là hỗ trợ cùng với bà vài viên thuốc hộp sữa. Chứ còn để dài hạn thì thực tế là bây giờ cũng phải là các con, các cháu của bà mới có thể đi với bà dài dài được, trường kỳ được. Đấy, cho nên là hôm nay chúng con có dịp đi qua đây và thấy cái hoàn cảnh bà vất vả như thế này đấy. Con xin được thay mặt cho một nhà hảo tâm, đó là một người con của ông Sáu Chùa ở Phú Xuân Nhà Bè, tặng cho bà ít tiền, rồi đâu đó là phù thêm với bà, mua vài viên thuốc. Cảm ơn nhà, nhá. Nhà mua ít cân gạo. Cảm ơn các con cho bà ba đi chứ. Ai cho lọc băng bằng dân mua gạo cho nó. Dạ dạ. Nếu mà ba đi mà cho đi ra khỏi bằng tay ba ba xuống bán. Dạ vâng. Dạ dạ. Dạ dạ. Đây, hôm nay con thay mặt cho một người con của ông Sáu Chùa ở Phú Xuân Nhà Bè đấy. Nhá, biếu cho bà ít tiền này để bà đông gạo nhá. Ba cảm ơn các con đấy, cảm ơn nhà chùa đó. Không, một người con của ông Sáu Chùa chứ không phải nhà chùa đâu. Dạ, ở trong Phú Xuân Nhà Bè đấy. Dạ. Ông Sáu này là ngày xưa ở cạnh một cái ngôi chùa đấy, cho nên người ta gọi là ông Sáu Chùa. Ông này ngày xưa khổ lắm. Khổ hơn cả bà nữa. Ở trong cái nhà mà nhà gọi là nhà tranh vách đất, đông con. Nhưng bây giờ những người con của ông này rất là chăm chỉ làm ăn, trưởng thành. Người ta vượt quá được. Dạ. Nên bây giờ là những người con của ông Sáu Chùa là cứ nhìn thấy những cái cảnh đời mà cơ cực ở Việt Nam mình đấy, là các cô các chú thương lắm. Cho nên là hôm nay thì một người con của ông Sáu Chùa gửi cho con cái từng này tiền này. Để biếu cho bà, con cũng không nhớ là mấy đâu nữa. Bà thử đếm lại cho con bao nhiêu tiền đó với. Bà thì các con... Mắt còn nhìn rõ không? Mắt ba mới quét đi đấy. À, là vậy bây giờ vẫn nhìn ngon lành chứ? Đây là tờ 20 hay tờ 100 này? 500. À, 500 luôn á? Mấy tiền đó hả? Đếm tiền tay rung rung lẩy bẩy luôn quý vị. Nó là 10 tờ. 10 tờ luôn à? 10 tờ là mấy tiền? 10 tờ là mấy tiền? 10 tờ là 5 triệu. 5 triệu à? Cảm ơn nha. 5 triệu này là đông gạo được mấy tháng rồi nè? Bà nó ăn được lâu đấy. Lâu đấy hả? Bà nó ăn được lâu. Dạ. Hai mẹ con đi một bưu gạo, hai yên mấy đồ là ba nó ăn được tháng. Vâng. Thì hai yên mấy đồ? Bà nó ăn được mấy đâu. Chẳng có sang nữa. Dạ. Thức ăn mặn thêm không? Sang nữa thì phố trên đôi con chứ ăn nằm buộc cho ăn mạnh. À, nằm như thế nhưng mà lại ăn mạnh à? Ăn ba bốn đồi cơm nè. Ăn ba bốn đồi cơm luôn? Có khí thì này cũng ăn đủ nhưng mà có khí thì tài vô xin ăn. Ăn là lấy cho ăn. Dạ. Yeah. Bữa dư mãi nghĩ khi mà ba lấy cho đổi đi. Thúc có chỗ nhà cho chỗ ăn là nó ăn. Dạ. Ăn bắt được bắt bánh nó. Dạ. Khổ. Bà cất cái tiền này cho cẩn thận mà mua gạo nhá. Bà cảm ơn các con đây là... Cất được cẩn thận không? Bà cất được. Dạ. Yeah. Cất được, cất từ chỗ nào? Bà cất cho lúc đó. À, cất chỗ kín nhé. Dạ. Yeah. Vâng. Thế thôi bà cố gắng lên nhá. Cảm ơn các con nhá. Dạ, yeah, bây giờ con về nhá. Bà ở chỗ đây nhá, chứ bà cảm ơn các con nhá. Vâng. Các con thương đến bà thì... Em ở đây bà cảm ơn nhá, mà không có chứ hết. Dạ, 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 vâng. Khánh cũng xin khép lại chương trình ở đây, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến một người con của ông Sáu Chùa ở Phú Xuân Nhà Bè, cũng như là tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi video, trò chuyện cùng với Khánh và có những lời động viên bằng những comment để động viên, chia sẻ, an ủi bà cụ rất là tội nghiệp này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào toàn thể quý vị nhé.